Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 12 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình chuyển đổi số vì sức khỏe phổi. Chương trình chuyển đổi số vì sức khỏe phổi thuộc khuôn khổ các hoạt động cộng đồng đầu tiên của mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế, sáng kiến của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam nhằm thúc đẩy, hỗ trợ triển khai ý tưởng, công nghệ và giải pháp y tế mới. Mục tiêu chính của mạng lưới là đào tạo ra không gian mở cho các nhà khoa học, y bác sĩ, kỹ sư, nhà đổi mới và các bên liên quan trong hợp tác, chia sẻ kiến thức và nguồn lực thúc đẩy ứng dụng thành quả cách mạng khoa học kỹ thuật trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tại lễ phát động có hơn 3.000 người dân thủ đô có độ tuổi ngoài 40 đã được khám, tư vấn, xét nghiệm máu cơ bản, chụp X-quang, siêu âm, điện tim và được tặng những phần quà chăm sóc sức khỏe phổi. Người dân còn được hướng dẫn cài đặt app theo dõi sức khỏe thường xuyên và đặc biệt được trải nghiệm sàng lọc bệnh với công cụ trí tuệ nhân tạo thông qua trả lời bộ câu hỏi và đọc kết quả X-quang. Nhân ngày Liên Hợp Quốc, Văn phòng Điều phối Liên Hợp Quốc tại Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt thanh niên với chủ đề Thanh niên đổi mới để phát triển bền vững. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với tinh thần tiên phong, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và cam kết phụng sự của thanh niên Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, đại diện thanh niên sinh viên Việt Nam đã chia sẻ về những kinh nghiệm, trải nghiệm, suy nghĩ, cảm tưởng về sự tham gia của giới trẻ thanh niên Việt Nam trong các hoạt động của Liên Hợp Quốc, như giữ gìn hòa bình, chăm sóc sức khỏe, chống biến đổi khí hậu, bảo tồn di sản, cũng như tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Ngày 17 tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn lực Việt Nam tổ chức chương trình phổ cập kỹ năng tương tác xã hội và kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trên nền tảng tự học thông minh IRDM Smart Learning, sự kiện nhân kỷ niệm 5 năm thành lập viện và định hướng hành trình trao giá trị 2020-2023. Đầu tháng 12-2023, nền tảng tự học thông minh IRDM Smart Learning được Bộ Công Thương cấp giấy phép thương mại điện tử bán hàng. Hệ thống này giúp cơ sở đào tạo và doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương pháp đào tạo, công cụ giảng dạy, từ đó tiết kiệm tới 40-60% chi phí đào tạo, tiết kiệm thời gian. Bà Trần Lê Diễm Anh, đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn lực Việt, cho biết nền tảng tự học thông minh IRDM Smart Learning giúp viện chuẩn bị cho nguồn lực trẻ lộ trình phát triển cá nhân, nghề nghiệp cụ thể, rõ ràng. Đây là yếu tố quan trọng để bạn trẻ tiến tới chinh phục 7 nấc thang, mở cửa cơ hội, hòa nhập văn hóa, khơi dậy tiềm năng, khẳng định giá trị bản thân, trở thành chuyên gia ở lĩnh vực nghề nghiệp được đào tạo, tiến lên việc quản trị hiệu quả đội nhóm và công việc, truyền cảm hứng và thúc đẩy đồng nghiệp bằng các kỹ năng lãnh đạo, chuyển hóa giá trị bản thân, phụng sự cho sự phát triển xã hội. Nhân dịp chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 12 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Văn hóa Sáng tạo Đà Nẵng Sắc Màu và Ngày hội Người nước ngoài tại Công viên APEC. Sự kiện nhằm thúc đẩy các hoạt động văn hóa nghệ thuật sáng tạo và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người nước ngoài. Ngày hội mang đến cho công chúng những sắc thái riêng và tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách tại Đà Nẵng trong mùa lễ hội cuối năm. Chuỗi sự kiện gồm các hoạt động như triển lãm mỹ thuật, vết rồng loang và trình diễn áo dài Đà Nẵng sắc màu, workshop và các hoạt động trải nghiệm, tham gia các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm handmade, thủ công mỹ nghệ, lưu niệm do các không gian văn hóa sáng tạo tổ chức và hướng dẫn. Thưa quý vị, tranh thủ thời tiết thuận lợi sau mưa lũ, nông dân tỉnh Phú Yên đang cày ải đất để gieo xạ 26.500 ha lúa đông xuân. Cơ cấu giống chủ yếu cho vụ này là Đài Thơm 8, DV108, An Sinh 139, PI8, PI10. Đây được xem là các loại giống lúa cho năng suất cao, giá trị kinh tế lớn. Để có một vụ lúa bảo đảm năng suất, chất lượng cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên khuyến cáo bà con nông dân sử dụng các giống lúa đạt tiêu chuẩn, có khả năng chống ngã đổ, chịu hạn và kháng sâu bệnh. Các địa phương cần rà soát những vùng có nguy cơ thiếu nước và xây dựng phương án phòng chống hạn, chủ động khai thác sử dụng nguồn nước tiết kiệm. Đối với những vùng không đủ nước tưới, chủ động chuyển đổi từ cây lúa sang các cây trồng cạn có hiệu quả. Theo lịch thời vụ, lúa đông xuân năm nay ở Phú Yên bắt đầu gieo xạ từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 năm sau. Tùy điều kiện thời tiết, địa hình cụ thể mà bà con nông dân gieo xạ cho phù hợp thực tế, tránh mưa lớn gây ngập úng, hư hại diện rộng như vụ sản xuất đông xuân năm trước.
An Giang là tỉnh có những đặc trưng riêng biệt, vừa có đồng bằng, vừa có núi và cả hệ thống sông ngòi chằng chịt, đa dạng, rất thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch, nhất là du lịch đường sông. Để phát huy lợi thế này, ngành du lịch tỉnh An Giang đã và đang có những cách làm mới, giải pháp đồng bộ, đạt được những kết quả quan trọng. Là tỉnh đầu nguồn của vùng hạ lưu sông Mekong, có hai nhánh sông Tiền và sông Hậu. An Giang đã khai thác tốt lợi thế và tiềm năng du lịch này, như đón bình minh trên sông Hậu, tham quan chợ nổi Long Xuyên, tham quan Cù Lao Ông Hổ, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của vùng sông nước, vân vân. Đặc biệt trong quý 2 vừa qua, với việc mặc áo mới cho làng bè, cụ thể là khởi động dự án làng bè sắc màu tại ngã ba sông Châu Đốc, cho thấy ngành du lịch An Giang đã có bước đột phá mới mẻ hơn. Được nhà nước ủng hộ và tô điểm cho những cái làng bè tại sông Châu Đốc là được những cái màu sắc mới, em cảm nhận được là sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn. Ngoài tạo sản phẩm du lịch mới, dự án làng bè sắc màu còn tạo cú hích để đánh thức giá trị văn hóa đặc trưng cùng vẻ đẹp hữu tình của ngã ba sông Châu Đốc và các vùng lân cận như làng lụa Tân Châu, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của Đa Phước, Châu Giang, vân vân. Khách du lịch tham quan làng bè xong rồi cứ làng Chăm. Và thì hiện nay do những cái màu sắc nó có vẻ là mới lạ nữa thì càng thu hút khách đến càng ngày càng lúc càng nhiều. Lễ hội sự kiện văn hóa sông nước truyền thống cũng như các xu thế mới về dù lượn, máy bay mô hình và flyboard cũng được An Giang quan tâm khai thác tốt. Thì về phía chủ trương tỉnh thì cũng xác định là du lịch là động lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tham mưu Ủy ban tỉnh để có những cái văn bản kế hoạch giống như cái đề án để phát triển du lịch đường sông trong thời gian tới hoạt động có hiệu quả hơn. Theo báo cáo, năm 2023, tỉnh An Giang đón khoảng 8.300.000 lượt khách trong và ngoài nước, tăng 10,67% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu ước đạt 5.700 tỷ đồng, tăng 21,28% so với kế hoạch năm. Để chào mừng sự kiện Festival Hoa Kiểng lần đầu được tổ chức tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vào cuối tháng 12 năm 2023, hiện tại các điểm du lịch và các cơ sở lưu trú trên địa bàn đang tất bật đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường nhân lực nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách trong những ngày diễn ra sự kiện. Tại điểm du lịch Happyland Hùng Thi ở phường Tân Quy Đông đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chào đón sự kiện Festival Hoa Kiểng. Theo đó, có hàng chục tiểu cảnh được làm mới, với nhiều chủng loại hoa đầy sắc màu. Để chuẩn bị cho cái festival hoa, thì bên em đã tăng cường thêm vài tiểu cảnh và làm mới tất cả các tiểu cảnh mà đã có lúc trước. Bên cạnh đó thì trồng các tăng cường thêm hoa. Bây giờ là chỉ còn chờ các cây hoa với lại kiển tới ngày festival thì nó sẽ ra hoa, cho tạo thêm cho khu du lịch nó thêm rực rỡ. Hàng chục điểm tham quan khác của làng hoa trăm tuổi Sa Đéc cũng tranh thủ sắp xếp, trang hoàng lại cổng ngõ, đường hoa nhằm thay áo mới để chào mừng ngày hội long trọng của quê hương. Bên cạnh đó, thành phố Sa Đéc còn có 27 khách sạn đạt chuẩn từ 1 sao đến 3 sao và hơn 50 nhà nghỉ, có đầy đủ tiện nghi với sức chứa mỗi ngày từ 3.000 đến 5.000 khách lưu trú. Hiện những cơ sở này đã và đang đầu tư thêm cơ sở vật chất cũng như nhân sự nhằm phục vụ du khách về tham quan sự kiện. Nhân sự thì bên em đang tuyển dụng và đào tạo thêm để cho phục vụ tốt hơn và đầy đủ hơn trong cái mùa lễ hội cũng như là dịp Tết Nguyên Đán. Ngoài ra thì cũng yêu cầu đối với lại chủ các cơ sở này quan tâm đến cái đảm bảo cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và cái công tác niêm yết giá để tạo cái sự minh bạch cho khách tham quan. Festival Hoa Kiểng Sa Đéc diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 1 2024. Đây cũng là thời điểm hàng ngàn loài hoa ở thành phố hoa miền Tây bắt đầu khoe sắc, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời, thú vị trong dịp Tết đến xuân về.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công ty Việt Nam Silk House tổ chức chương trình trình diễn thời trang tơ lụa với chủ đề Đà Lạt tình yêu của tôi. Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng thành phố Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển. Trong khuôn khổ chương trình, các người mẫu nữ sinh Đà Lạt đã trình diễn 200 mẫu áo dài thời trang của 7 nhà thiết kế nổi tiếng theo lối kể chuyện về Đà Lạt từ xưa đến nay. Trên mỗi trang phục được in hình ảnh về các danh lam thắng cảnh, điểm tham quan nổi tiếng của phố núi Đà Lạt. Đây là một trong những chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Đà Lạt, qua đó giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy khát vọng và ý chí tự lực, tự cường, phát triển của thành phố Đà Lạt từ xưa đến nay. Hiện thành phố Đà Lạt đang triển khai chuỗi chương trình hoạt động kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Theo đó, trong tháng 12 này sẽ tổ chức 10 chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân và du khách, đặc biệt là lễ kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO vào tối ngày 30 tháng 12. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Liên hoan Văn hóa Cổng Chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề Âm vang nhịp điệu núi rừng. Liên hoan thu hút 242 nghệ nhân, diễn viên Cổng Chiêng của 7 đoàn Cổng Chiêng đến từ các địa phương đơn vị trong tỉnh Bình Định. Nét mới trong Liên hoan lần này là có sự tham gia của 45 học sinh của Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa văn hóa xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị không gian văn hóa Cổng Chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số. Kết hợp các món ăn đặc trưng với dược liệu, đây là cách mà người dân tộc Sơ Đăng mang đến hội thi ẩm thực dược liệu tinh hoa núi rừng Ngọc Linh vừa được huyện Tumarong, tỉnh Kon Tum tổ chức. Đây cũng được cho là cơ hội để kết nối các hoạt động du lịch trải nghiệm văn hóa, khám phá cây quốc bảo sâm Ngọc Linh. Tham gia hội thi có 22 đội, bao gồm 11 đội là các đầu bếp không chuyên, là người dân tộc Sơ Đăng, đến từ 11 xã trên địa bàn huyện Tumarong và 11 đội khách mời là các đầu bếp của các đội thi nổi tiếng đến từ các tỉnh Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Kiên Giang. Mỗi đội dự thi nấu ít nhất 5 món ăn chính, trong đó có 3 món ăn bắt buộc sử dụng sâm dây và 2 món tự chọn theo vùng miền. Lần này em đến với cuộc thi em mong muốn là giới thiệu được sản phẩm sâm, giới thiệu đến với tất cả mọi người. Nó món ăn nó xoay quanh cuộc sống của bà con, hãy như là măng chua, sâm dây, thịt nướng, rồi em gỏi và cơm lam. Huyện sẽ tiếp tục đầu tư hỗ trợ cho các cái hộ dân, các hợp tác xã xây dựng các cái điểm nghỉ, các homestay tự nhiên để người dân có du lịch khách có nơi để tham quan, trải nghiệm và nơi nghỉ. Hội thi là dịp để người đồng bào dân tộc Sơ Đăng trên địa bàn huyện sẽ học được nhiều công thức chế biến món ăn bản địa hợp với khẩu vị du khách, từ đó giúp họ chủ động tham gia phục vụ nấu ăn cho khách du lịch đến địa bàn, tạo ra nguồn thu, nâng cao đời sống. Các công thức chế biến món ăn mới từ sâm dây sẽ được huyện Tumarong in thành sách để giới thiệu cho người dân cả nước được biết và sử dụng nhằm bồi dưỡng sức khỏe. Chuyển sang các thông tin quốc tế, tổ chức Visa Guide Dog World vừa vinh danh Tây Ban Nha là điểm đến tốt nhất dành cho những người du mục kỹ thuật số vào năm 2024. Thuật ngữ du mục kỹ thuật số dùng để chỉ những người làm việc trực tuyến từ mọi nơi, không xác định chỗ làm việc cố định. Trong nhiều năm qua, Bồ Đào Nha được VisaGuide.world định vị là điểm đến phổ biến nhất dành cho các chuyên gia và dân du mục kỹ thuật số. Nhưng bản danh sách năm nay chứng kiến sự đổi ngôi với vị trí số 1 chuyển sang cho Tây Ban Nha. Tây Ban Nha nhận được tổng điểm là 4,5 trên 5, đạt vị trí đầu tiên trong danh sách xếp hạng. Theo VisaGuide, kể từ năm 2023, quốc gia châu Âu này đã nới lỏng thị thực dành cho lao động làm việc từ xa, cho phép họ được sống ở nước này tối đa một năm, bất kể họ làm việc tại đâu, miễn là có thu nhập ít nhất gấp đôi mức lương tối thiểu của Tây Ban Nha, tức là hơn 2.600 euro một tháng. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mới đây đã tung ra đoạn video quảng bá hình ảnh đất nước Hàn Quốc được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới. Đoạn video quảng bá du lịch Hàn Quốc bằng trí tuệ nhân tạo có tiêu đề Sẽ ra sao nếu Van Gogh đến với Hàn Quốc? Trong đó, các danh thắng hàng đầu xứ sở kim chi được phần mềm trí tuệ nhân tạo vẽ lại theo phong cách hội họa của 11 danh họa, bao gồm Van Gogh,
Monet và Klim để tránh những vấn đề về bản quyền có thể phát sinh. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc chọn những danh họa có tác phẩm đã được lưu hành rộng rãi trong hơn 70 năm qua. Hơn 1.100 bức ảnh về các tác phẩm của các danh họa đã được sử dụng làm dữ liệu cho phần mềm trí tuệ nhân tạo và quá trình sáng tạo video kéo dài tới 6 tháng. Các nhà khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng các ngôi nhà cho những phi hành đoàn trên mặt trăng. Các nhà khoa học Trung Quốc đề xuất làm nhà bằng gạch dựa trên đất mặt trăng, được tạo ra bằng máy in 3D và laser. Thiết kế hình quả trứng cho phép các nhà khoa học loại bỏ dầm và cột chịu lực khi xây dựng. Tuy nhiên, hai lớp vỏ ngoài căn cứ hình quả trứng sẽ được gia cố bằng một cấu trúc gân sóng để tăng cường độ ổn định. Bên cạnh đó, các nhà khoa học sẽ đặt một túi khí vào trong vỏ trứng với vai trò là lớp cách nhiệt, giúp môi trường bên trong ấm áp. Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện 3 sứ mệnh thăm dò mặt trăng trong các năm 2024, 2026 và 2028 để thu thập mẫu đất và dữ liệu về khí hậu trên mặt trăng. Bất chấp đợt lạnh được cho là lạnh nhất của mùa đông năm nay, nhiều người dân Bắc Kinh Trung Quốc đã lao xuống làn nước băng giá của Hồ Hậu Hải đang đóng băng một phần để bơi lội. Nhiệt độ ban ngày tại khu vực Hồ Hậu Hải của Bắc Kinh dao động trong khoảng âm 6 đến âm 7 độ C và sẽ giảm xuống âm 16 độ C vào ban đêm. Nhiều người đến đây cũng ngoài 60 tuổi và đã duy trì thói quen bơi vào mùa đông trong 20 năm qua. Bắc Kinh vừa trải qua trận tuyết lớn đầu tiên trong mùa đông vào tuần trước và hiện vẫn đang duy trì mức cảnh báo da cam ở nhiều vùng vì bão tuyết. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp trong bối cảnh giới chuyên gia dự báo nhiệt độ sẽ giảm sâu ở hầu hết các vùng trên cả nước Trung Quốc và dự kiến giá rét sẽ kéo dài. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, theo Trung tâm WTO và Hội nhập, 10 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu từ Việt Nam sang Liên minh châu Âu EU đã đạt hơn 36 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo bài viết trên báo Nhân dân, để duy trì vị thế xuất khẩu tại thị trường chủ lực này, các doanh nghiệp Việt Nam cần sớm xanh hóa sản xuất, bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu mới và đi đầu của thị trường khó tính như EU. Bởi có một thực trạng đáng ngại, theo khảo sát do VCCI mới thực hiện gần đây cho thấy, có 88-93% số người được hỏi chưa từng biết đến hoặc chỉ nghe sơ qua về thỏa thuận xanh của EU. Những diễn biến hoạt động liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công chưa bao giờ sôi động như hiện nay vì quỹ thời gian dần cạn trong khi lượng vốn cần giải ngân còn lại không hề nhỏ. Bài viết trên báo Hà Nội Mới phân tích đây là thực trạng đáng lưu ý nhưng cũng là chặng nước rút để có thể đạt được kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao nhất trong năm 2023. Trên thực tế, khối lượng giải ngân còn lại khá lớn, khoảng 247.000 tỷ đồng. Vì vậy, các bộ, cơ quan, địa phương phải nêu cao tinh thần vượt khó, lấy khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu vươn lên. Các dự án đều phải tăng tốc, chủ động hơn trong thi công. Ngày 20 tháng 12, Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến sẽ họp phiên thứ hai để bàn về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2024. Trước thềm phiên họp, trao đổi với báo Lao động, tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho rằng người lao động nhận lương tối thiểu nhưng đây lại là chi phí doanh nghiệp chi trả. Nếu lương tối thiểu vùng cao, doanh nghiệp phải chi trả chi phí quá cao, không gánh được, họ sẽ buộc phải sa thải lao động nếu không muốn vi phạm luật. Do đó, điều chỉnh lương tối thiểu vùng là để bảo vệ cho người lao động, nhưng cũng cần hài hòa với khả năng chi trả của doanh nghiệp. Theo thông tin trên báo Đại đoàn kết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức 3 chuyến bay công đoàn xuân 2024, miễn phí đưa hơn 670 đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Cùng với đó, chuyến tàu công đoàn xuân 2024 cũng sẽ có 30-32 toa tàu miễn phí trên các chuyến bay, trên các chuyến tàu Bắc Nam và ngược lại để đưa đón khoảng 2.000 đoàn viên người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và quay trở lại đơn vị doanh nghiệp làm việc sau Tết. Đã quá nửa thời gian của giai đoạn 2021-2025, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành còn chưa đạt 5% kế hoạch đề ra. Vì vậy, bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị cho rằng để hoàn thành mục tiêu xây dựng khoảng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội vẫn còn rất nhiều chông gai.
Song cũng có một số ý kiến nhận định tình hình phát triển nhà ở xã hội sẽ tiếp tục có thêm những kết quả tích cực hơn với trợ lực từ chính sách. Đặc biệt, việc thông qua luật nhà ở sửa đổi mới đây với nhiều quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo sức hấp dẫn, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển cũng như tăng khả năng tiếp cận loại hình nhà ở này cho người thu nhập thấp. Theo ghi nhận trên báo Thời Nay, sau 3 năm triển khai, đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam được ban hành theo quyết định số 1129 của Thủ tướng Chính phủ đã bước đầu thay đổi nhận thức về mô hình kinh tế này, tạo được sức hút mới đối với nhiều điểm đến du lịch, từ đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia, kinh tế ban đêm hiện nay vẫn là một vấn đề khá nhạy cảm liên quan đến nhiều bộ, ban ngành để quản lý các vấn đề như là an ninh, văn hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế. Bên cạnh đó, vẫn còn sự lệch pha trong việc phối hợp quản lý tổ chức các mô hình giữa các bộ ngành. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 với 4 môn thi, trong đó có 2 môn bắt buộc là Toán, Văn và 2 môn tự chọn. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, một số trường đại học dự kiến thay đổi cách thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển. Chung quanh vấn đề này, có nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng với cách thi mới thì các trường đại học nên công bố sớm phương thức xét tuyển để thí sinh chuẩn bị. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố cũng nên công bố số lượng học sinh đăng ký theo các nhóm môn học để các trường đại học nắm được xu hướng và có điều chỉnh phù hợp. Những nội dung vừa rồi của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.